ăn no lắm chứ. Đỏ vàng xanh. Cô thấy đầu cháu làm sao của cô? Cô nhìn đầu chúng mày chấu vãi. Tóc xanh tóc đỏ này. Tóc xanh đỏ. Đẹp không bà? Đẹp gì mà đẹp. Cháu bà như thế này bà đánh vào đít đấy nhá. Này. Sao? Sao nhanh lên. Nhanh lên sao nào? Có. Có ai thì có ai. Được chưa em? Đẹp không? Chưa giả lắm anh ạ. Chưa giả lắm anh ạ. Nó phải một tí nữa thì nó mới hoàn chỉnh vào đầu được. Đẹp không anh? Đẹp phết nhỉ? Chết mẹ rồi, địt mẹ nó toàn mày chứa đau. Run. Nhìn thế à? Vậy đừng phá rồi nè. Con lạnh quá ngoám hết ra không nhỉ. Ôi cá nấu. Rất là buồn cười nha. Đây hồi trước ở cam ngon thật đấy, nhưng mà nó không chảy anh em ạ. Đây là rất là khó ăn mà nó rất là lạnh. Thử thách này là hơi khoai tại vì ăn kem nó lạnh, ăn nhanh nó buốt hết đầu anh em ạ, xuống hết răng anh em ạ. Ui, con cá tổ gì à? Ui, con cá tổ quá thật chứ. Ui, mẹ, mẹ cái thằng kia, mày dám bắn con cá tổ ở tao. Mày nhìn cái gì đấy? Mày đã đăng ký kênh tao chưa? Hả? Nhìn cái gì đấy? Hả? Thì ra mày chọn cái chết. Ok, bây giờ là anh ơi, tôi thà em bây giờ từ nay không chôn anh nữa, em xin anh ấy. Thôi anh Hùng ơi, em xin anh ấy. Thế xưa lên người đấy. Chôn ơi, anh chôn ơi, anh chôn trong đồng với anh. Liếm chưa? Đấy đi anh, tới. Đây. Ê ơi, cho ngáo. Cô này mày yên tâm anh cho mày 5 lít nhé. Còn bọc giấy nha, đùa ơi. Dạ này mày vẽ. Không biết quà gì. Đồng hồ. Sức chịu đựng của bản thân. Ui, bốc hết cả khoái đầu. Ui, bốc hết cả khoái đầu. Thua có lẽ em chịu thua rồi anh Hùng ạ. Toàn anh không ăn nữa. Còn thua anh, thôi để em để anh xử lại. Còn thua anh, thôi để em để anh.